Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức review các sản phẩm đồng hồ của Doseco. Nổi bật và độc đáo với cái mặt sắp đầy ổ chứa biểu tượng mặt trăng mặt trời, vốn được xem như cái sự hòa quyện của ngày và đêm, thì Orient Sun and Moon luôn được các anh em dành một sự quan tâm rất là đặc biệt. Và hôm nay trong video này, Doseco xin giới thiệu với anh em mẫu đồng hồ mới nhất của dòng sản phẩm Orient Sun and Moon. Đó là mẫu đồng hồ Orient Sun and Moon Gen 4 có mã là RAAS0004S10B. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh giá chi tiết về sản phẩm này để xem ở phiên bản mới nhất này thì có điều gì thú vị và khác biệt so với các phiên bản trước đây. Chiếc đồng hồ Orient Sun & Moon RAAS0004S10B thì có kiểu mặt tròn màu trắng, ngải vàng tươi sáng hòa quyện với thiết kế của toàn bộ phần kim quang số và phần viền cạnh được mạ một cái màu vàng PVD sang trọng. Thiết kế của phần mặt dial thì gồm 3 vùng họa tiết Grunge được trang trí đẹp mắt. Phía đầu các cọc số là các cái chấm tròn tính phút với sự kết hợp của các cái chấm in và các cái chấm kim loại nổ 3D màu vàng PVD sang trọng. Mình đánh giá thiết kế này thì giống với kiểu thiết kế của Sun & Moon Gen 3. Vùng thứ hai nơi chứa các cọc số là vùng vành tròn trơn và mịn. Vùng vành tròn trong cùng là họa tiết Grunge thiết kế cổ điển quen thuộc, dạng cái tấm thảm nhìn đẹp mắt giống như ở trên mẫu Orient Sun & Moon Gen 3. Mặc dù tổng quan thì mặt dial khá là tương đồng với mẫu Sun & Moon Gen 3, tuy nhiên nếu quan sát chi tiết thì chúng ta sẽ nhận thấy có những cái điểm thay đổi nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho mặt dial này trở nên tinh tế và dễ dàng quan sát hơn. Nó đến từ kiểu thiết kế giật cấp nhô cao dần của 3 vùng họa tiết Grunge cùng với các chấm nhỏ in chìm như những đường mây tỉ mỉ tạo cảm giác phân tách rõ ràng và chi tiết hơn. Sự thay đổi thứ hai đến từ phần cọc số của mẫu đồng hồ này với sự kết hợp của cọc vạch khỏe khoắn và cọc số năm mã cổ điển được làm nổi 3D tạo cảm giác sang trọng và cao cấp hơn so với kiểu thiết kế in thông thường ở trên hai phiên bản cũ Gen 2 và Gen 3. Phần cọc số nổi 3D này thì được mạ vàng PVD sang trọng. Một điều khá thú vị ở phần cọc số này là chỉ có riêng ở vị trí 3 giờ và 12 giờ là được thay thế bằng cọc số năm mã còn ở vị trí 6 giờ và 9 giờ nơi có các mặt sắp đầy ổ thì nó vẫn ở dạng cọc số đôi. Nên là nhìn cái phần cọc số này thì nó phong phú và độc lạ. Với anh em yêu thích cái biểu tượng mặt sắp đầu Sun & Moon và đồng thời cũng mê đắm cái thiết kế nộ máy cuốn hút với các cơ cấu chuyển động của cỗ máy bên trong thì mẫu Orient Sun & Moon này chính xác là một sản phẩm mà anh em mong đợi. Đây cũng là điểm thay đổi ấn tượng mà mình rất thích ở cái dòng Sun & Moon Gen 4 này. Như anh em thể quan sát thì phần trái tim Open Heart được bố trí ở vị trí góc 9 giờ để nộ ra cái phần chân kính và đáo hồng ngọc nhân tạo cùng với những cơ cấu chuyển động cơ học bên trong của cỗ máy thì nhìn rất là đẹp. Mặt sắp đầu Sun & Moon ở trên mẫu Gen 4 này thì cũng có sự thay đổi, nó dịch chuyển về chính giữa góc 6 giờ chứ không còn check ở vị trí góc 5 giờ như ở mẫu Sun & Moon Gen 3 hay là nằm ở vị trí góc 10 giờ như ở trên Sun & Moon Gen 1 và Gen 2. Nhắc tới đồng hồ Orient Sun & Moon thì chắc hẳn anh em đều bị ấn tượng bởi phần thiết kế của mặt sắp đầu này. Hàng ngày thì mặt trời sẽ bắt đầu xuất hiện ở trên mặt số của đồng hồ Orient Sun & Moon vào lúc 6 giờ 30 sáng cho đến 6 giờ 30 tối và đạt đỉnh vào lúc 12 giờ. Còn ở quãng thời gian còn lại thì nó sẽ là thời điểm của mặt trăng xuất hiện và đúng lúc 12 giờ đêm thì mặt trăng cũng sẽ đạt đỉnh. Hàng ngày cứ như vậy thì mặt trời và mặt trăng đuổi theo nhau tìm kiếm nhau nhưng lại không bao giờ gặp được nhau. Đây như là một mối tình buồn nhưng lại là một cái chi tiết đẹp và rất đắt giá tạo nên một cái điểm nhấn lớn cho cái sản phẩm đồng hồ Orient Sun & Moon. Sự thay đổi đáng kể tiếp theo là ở mẫu Gen 4 này thì Orient đã loại bỏ phần lịch thứ và ngày vốn đã quen thuộc ở 3 phiên bản trước. Điều này thì khiến cho mặt dial cảm giác nhẹ nhàng vừa phải, không bị rối, tuy nhiên thì nó cũng sẽ bất tiện hơn một chút vì các anh em sẽ không thể xem được lịch thứ ngày ở trên phiên bản này. Ở vị trí 12 giờ thì là biểu tượng cùng với tên thương hiệu của nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng Nhật Bản Orient. Nó sở hữu 3 kim với kiểu dáng kim cổ điển thanh lịch được giữ gìn ở các cái mẫu Orient Sun & Moon Gen 2 và Gen 3. Đó là kiểu kim mắt ngỗng của phần kim dây và cái dáng kim hình lá thanh nhọn của kim giờ và kim phút. Toàn bộ phần kim này thì được làm bằng chất liệu thép không gỉ 36L mạ màu vàng PVD đánh bóng lấp lánh và sang trọng. Là sản phẩm thuộc cái phân khúc tầm trung của Orient nên nó vẫn tiếp tục sử dụng cái chất liệu kính sapphire được thiết kế cong nổi nhẹ như ở các phiên bản trước đây. Phần mặt kính cong này cũng khiến cho mẫu đồng hồ nhìn mang hơi hướng cổ điển độc lạ và giúp cho cái mặt dial bắt sáng tốt hơn. Với chất liệu kính sapphire thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm về độ trụ xước của phần mặt kính này. Toàn bộ vành benzen và viền cạnh máy có được mạ một cái màu vàng PVD đánh bóng lấp lánh sang trọng. Viền cạnh máy đã hơi bo tròn nhẹ kết hợp với những đường rãnh góc cạnh khỏe khoắn ở vị trí góc 3 giờ núm vận chỉnh. Trên bề mặt núm thì được khắc chìm với biểu tượng của Orient rất là tinh xảo. Nó vẫn sở hữu cái độ dày là 13mm như các phiên bản trước đây. Tuy nhiên thì size mặt đã có sự thay đổi đáng kể với kích thước mặt của nó thì nhỏ hơn, chỉ là 41mm thay vì cái size lớn như trước đây là 42,5mm ở trên mẫu Sun & Moon Gen 2 và Gen 3. Với kích thước mặt như vậy cùng với khoảng cách nắp tu nắp dài là 47mm
thì khá là dễ đeo cho các anh em. Nó sẽ phù hợp với những em chu vi cổ tay từ 15 cho đến 17 cm, và theo mình thì sẽ đẹp nhất với những em chu vi cổ tay tầm 16 đến 16,5 cm. Bây giờ thì mình sẽ lên tay để cho anh em cùng quan sát. Như cổ tay mình là 16,5 cm thì đeo mẫu này thấy thực sự ôm tay và có cảm giác hợp lý vừa vặn. Về phần máy thì mẫu đồng hồ Orient Salomon RAAS0004F10B thì sở hữu cỗ máy cơ tự động caliber F6L24 với 22 chân kính, tần số dao động là 21.600 lần trên giờ và độ dự trữ năng lượng là 40 giờ. Đây là dòng máy đời mới của Epson nên nó sở hữu cái tính năng rất là tiện lợi cho anh em, như là chức năng dừng ngưng dây hacking stop giúp cho anh em thể chỉnh giờ một cách chính xác hơn, và tính năng lên quát tay hand winding giúp cho anh em thể bù quát cho cỗ máy với anh em ra phòng ít vận động. Nó có sở hữu độ chứa nước là 50m, có thể đủ đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt thường ngày của anh em như đi mưa và rửa tay. Về phần dây thì mẫu đồng hồ Orient Salomon RAAS0004F10B thì sở hữu cái dây da chính hãng màu nâu bằng chất liệu da bò và vân cá sấu sang trọng cùng với đường chỉ may tỉ mỉ và chắc chắn. Phía trong của dây da này là lớp da nộn mang lại cảm giác êm ái và ôm tay khi đeo. Tuy nhiên thì phần da nộn này lại hút mồ hôi và dễ bám bẩn nên các anh em cần lưu ý vệ sinh cho phần da này từ 1 đến 2 lần một tuần để đảm bảo dây da luôn được bền và đẹp. Về phần khóa thì mẫu Orient Salomon RAAS0004F10B thì được trang bị khóa chống ngập dây giống như ở trên cái hai phiên bản cũ là Gen 2 và Gen 3. Phần khóa này thì được làm bằng chất liệu thép không gỉ 316L mạ PVD sang trọng và đồng bộ với phần vỏ máy. Phần khóa này thì giúp cho việc tháo mở dây nhanh chóng và dễ dàng như là việc dùng một cái dây kim loại, và giúp cho cái phần dây da không bị gập và bền đẹp hơn so với kiểu khóa cài thông thường. Trên đây là video review của đồng hồ Orient Salomon Gen 4 có mã là RAAS0004F10B của Doseco. Đây là một sản phẩm mới được Doseco cung cấp với mức giá khuyến mãi của Doseco cho sản phẩm này đang là 7,6 triệu đồng, bằng khoảng 65% mức giá mà hãng niêm yết cùng với chế độ bảo hành 2 năm. Thực sự là một cái sản phẩm rất đáng quan tâm với những anh em yêu thích cái dòng đồng hồ độc đáo và thú vị này. Doseco cam kết tất cả các sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng. Các anh em có thể mang đi kiểm định tại bất kỳ cái trung tâm uy tín nào trên toàn quốc. Nếu phát hiện không phải hàng chính hãng, Doseco xin hoàn tiền 100% cho anh em. Anh em có thể đặt mua sản phẩm với số hotline mình để trong video hoặc tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng mà mình để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy thích hoặc thấy video hữu ích, vui lòng hãy like và share video tới những người bạn của mình. Và đừng quên để lại comment ý kiến của các bạn về sản phẩm này. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Doseco, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh. Video của Doseco xin đến là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.